Modelista. Rồi. Bản này là Iris Active. Cái này là cái gì đây? À, cái này là cái gói trang bị về Modelista là có giá là bao nhiêu? 48, coi như là 50.000 bạt đi. Đấy, 50.000 bạt. Tức là có 3 triệu rưỡi rồi á? 5735. À xin lỗi ạ. 35 triệu. 3 triệu rưỡi thì rồi chứ. Ok, mình xem đầu tiên là bản này thì thực ra nó là bản làm đẹp của chiếc Vios thôi. Nó là 700.000 bạt. 699 coi như 777.49. Tức là 490 triệu á, sao lại rẻ này nhỉ? Đây triển lãm quốc tế mà chơi toàn thương thái này. Đọc được cái gì cả? Scan QR code nó cũng ra này, mà dạng toàn tiếng Thái thôi. Ok, mình đi xem chiếc này đi. Cái gói này cũng đẹp nhỉ, Modelista. Bây giờ Toyota lắm gói nhỉ, nào là GR Sport. Cái gói này là cái mặt ca lăng nó khác này, cái cạm nó khác này, cái ốp nó khác này. Tóm lại cái mặt dướng là nó khác. Tiếp theo là mâm là cũng khác. 35 triệu. Ốp babule sườn xe nó cũng khác này. Cản sau nó cũng khác này. Đấy, xem đi. Chính ra cái Vios mà có cái gói này cũng hay nhở. Nhìn cái xe nó thể thao hơn đấy. Nhìn nó gần guốc hơn. Nhìn nó gần guốc hơn đời trước. Đây, bộ cản của Modelista này. Đấy, chữ ký này. Active, năng động, cam lùi. Cốp cơ. Cốp Toyota thì cứ nhắm mắt cũng đọc luôn là cốp rất rộng. Con nào cũng vậy. Bởi vì họ dùng cái bánh bé mà. Cái side lốp nó bé, cái mặt lốp nó bé. Thế cho nên là thường là cốp là rộng. Ống xả không bị lòi ra. Treo bán phụ thuộc, dầm sắn, lò xo, damper. Rất đơn giản. Chúng nằm có khi chả học. Lò xo thì khó học, nhưng damper thì có thể. Bản này Euro 5 Yaris Active. Đây, tiêu thụ nhiên liệu là 4 trung bình chắc là 4,3 lít. Rất là rẻ. Ở đây, ở tất cả các triển lãm ở các nước kiểu như Thái, Sinh hoặc là các nước đây, thì là sẽ bao nhiêu, có bao nhiêu CO2 phát thải ra môi trường. Đây mình xem không nội thất đi. Ghế quả chám. Có thể là hình như cái bản này mới được là ghế quả chám ấy. Ghế sau lúc nãy bạn ấy, bạn đẩy xuống còn từng này. Không có bệ tì tay ở giữa. Ba tựa đầu. Da khá là lì. Dự đoán là sẽ là bền. Cửa gió điều hòa sau. Hai cổng tay A. Thường bây giờ phải chơi tai si chứ, hoặc là kết hợp cả hai. Nói chung là cái khe cắm này nên hào phóng một chút. À cái này có cái mấy cái hay này. Được cái là các bác Nhật là thiết kế xe họ rất thiết kế nhiều các cái khay để đồ tiện. Bây giờ mình xem cái nội thất của cái khoang lái trước đi. Đây, ở trong sao nào. Mình có thể xem chiếc này và hình dung về chiếc Vios sắp ra mắt tại thị trường miền Nam. À, cái sự khác biệt nó là có cam 3, cam 360 này, cái này là cam 360 này. Cam 360 này, đấy. Cái này là có hệ thống TLS này. Đấy. Tức là Toyota trong mấy năm thay đổi rất nhanh, ngày xưa chúng ta nhìn vô lăng trống trơn đúng không? Bây giờ là kín đặc nút luôn. Có nghĩa là các hệ thống nó nhiều. Không biết là có HUD không? Mình không lái xe quen. HUD màn hình này là màn hình số nhá. Màn hình số này. Màn trung tâm này cũng được. Đó. Cảm ứng thôi. Cửa gió điều hòa start stop. Điều hòa này là chắc là điều hòa một vùng rồi. Đó. À có lọc bụi mịn PM2.5. Đấy, có hai cổng cắm. Không có sạc không dây. Số dòng này thì là số CVT thôi. Có cả đèn nội thất này, đèn nội thất này. Phanh điện tử, hâu. Thế thôi.
có hộc để kính, không có cửa sổ trời. Chiếc xe này xét cho cùng thì ở thị trường Thái là coi như là 500 triệu, 490-500. 490-500. Mà gói Modelista đấy là mỗi 35 triệu đấy. Vẫn ngon. Thế thôi. Dòng này mấy cái cấu hình động cơ thì cũng không quá là đặc biệt. Họ điều chỉnh cái cấu hình động cơ đi một chút bởi vì để phù hợp với cái tiêu chí về phát thải môi trường và cũng như là nhiên liệu. Đấy. Cái này nó thiên về sự đủ cho vận hành và là gì? À, tiết kiệm. À, phải tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm. Chiếc xe này nếu mà ra mắt tại thị trường Việt Nam thì hy vọng là mình có cái trải nghiệm sâu hơn để xin gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.